mua chứ em chủ động nhá. Thì khi nào thanh toán tiền cho Vĩ. Chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại Hà Nội, và cụ thể là Minh Toàn đang có mặt tại chợ Phùng Khoang của quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hôm nay Minh Toàn sẽ cùng một em gái chúng ta đi mua đồ ở Hà Đông, Hà Nội. Và đây là một cái chợ mà thu hút rất là nhiều bạn các giới trẻ đi mua sắm ở Hà Nội. Bởi vì đây là chợ Phùng Khoang, thì chợ Phùng Khoang được mệnh danh là một chợ để dùng cho sinh viên mua sắm. Hôm nay Minh Toàn cũng đã như giữ lời hứa của với quý bà con cô bác là Minh Toàn sẽ quay lại chợ Phùng Khoang này nhằm giúp các bạn trẻ khi mà về thủ đô Hà Nội học các trường đại học, cũng như là về với Hà Nội thì chúng ta tham quan chợ Phùng Khoang này. Và đây là một cái tụ điểm mua sắm cực kỳ khá là lý tưởng so với cá nhân của Minh Toàn, bởi vì giá đây rất là phải chăng để giúp khi bà con cô bác hoặc là các bạn trẻ khi về Hà Nội chúng ta mua sắm cho các cái đồ cá nhân cũng như là các phòng, để chúng ta có thể có những cái dụng cụ mà nó tối ưu nhất mà giá cả phải chăng nhất. Ở đây thì Minh Toàn không quảng cáo cho chợ Phùng Khoang đâu quý bà con cô bác nhé, mà Minh Toàn chỉ là người đi khám phá mà thôi. Đây, đi tiếp theo vào trong khu vực bên trong này thì rất là nhiều cửa hàng quần áo và cũng như là chợ bán các cái đồ mà chúng ta cũng có thể nói là rất là rẻ. Tại sao rẻ? Xin mời các bạn cùng Minh Toàn chúng ta đi khám phá chợ Phùng Khoang nhé. Đây là các quần này, quần áo rất là rẻ luôn nhưng mà giá cũng rất là phải chăng luôn. Các bạn sinh viên về đây mua cực kỳ tuyệt vời. Đây. Đấy, các quần này. Những quần này là bao nhiêu tiền em? 80.000. Đấy. Thế bà con cô bác thấy không? Quần 80.000 cực kỳ đẹp luôn. Đây, bên cạnh đấy chợ Phùng Khoang còn bán các cái thiết bị đồ điện tử như ở đây. Nhiều thiết bị điện tử rất là đẹp luôn, ví dụ ốp lưng hay là các cái mặt hàng rất là đẹp luôn. Quần áo trong này đấy, trong chợ Phùng Khoang có cả kính luôn mà, kính rất là đẹp cho các bạn trẻ luôn, nhưng mà giá cả rất là phải chăng. Nhiều kính hàng hiệu ở ngoài kia nhiều lúc là chất lượng có thể là cũng ngang bằng như này thôi, nhưng người ta bán với một cái mức giá rất là khác luôn, mặc dù là kính chẳng biết bao nhiêu cả. Ở đây kính này là có 105.000, nhưng mà theo Minh Toàn nghĩ ngoài shop có thể bán lên cả tiền triệu luôn, đúng không em? Như kính 105.000 này thì ngoài kia bán khả năng là lên tiền trăm tiền triệu luôn nha, yeah. Đúng không? Đấy, đẹp như thế này. Đây, túi sách nữa này, đẹp luôn ha, quá đẹp. Nhiều túi sách rất là mẫu mã thời trang luôn. Thanh lý ba lô chỉ có 120-130.000 thôi, mà nhiều túi sách rất là đẹp luôn. Đây, túi sách như này mà 120-130.000, chắc Minh Toàn cũng phải dừng lại để mua một túi sách thôi. Nó rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ mới được có 4-5 phút, Minh Toàn chắc lúc nữa quay lại mua một túi sách ở cửa hàng này. Đằng này rất là nhiều túi luôn. Đây, đồng hồ này, thắt lưng này, ôi giời, nhiều lắm bà con cô bác ạ, rất là nhiều luôn. Đây,
không quay rồi bỏ xuống em máy tôi làm gì. Đây nhiều quần áo rất là đẹp luôn. Vừa rồi có đồng chí này chứ bảo là không được quay. Nhưng mà tôi cứ quay. Không cho quay á? Ờ, không cho quay thôi. Mình mua sắm mình quay, mình thích cái nào mình quay thôi. Rất là nhiều quần áo đẹp bà con ạ. Nhưng mà trong này thì giá rất là rẻ luôn. Ở chỗ Phùng Phang thì các bạn trẻ sinh viên rất là phù hợp luôn. Đây quần áo đầy luôn. Wow. Em mua gì? Hai đi theo. Thằng nào dám đi theo? Chê nói chứ. Nên nhiều lúc đi quay vlog khổ lắm bà con ạ. Nhiều lúc là người ta không hiểu, người ta cứ tưởng là soi mói cái gì, người ta không cho quay luôn á. Ồ, rất là nhiều giày dép luôn. Rồi, giày dép cửa hàng luôn. Rất là nhiều giày dép luôn, nhiều mẫu ma rất là đẹp luôn. Trong này có cả mỹ phẩm này, đồng hồ này, nhiều thương hiệu đồng hồ rất là nổi tiếng ở trong này. Nhưng mà giá thì rất là phải chăng, không biết là đồng hồ như thế nào. Đây vừa đi qua cửa hàng này không cho quay đây. Thắt lưng này không cho quay đây. Mà cũng chẳng cần quay làm gì. Mình đi mua hàng, mình mua gì mình thích thì mình quay thôi, còn không cho quay thì thôi, đúng không? Đây các cặp tóc này, rất là đẹp luôn. Cho công ty chất lượng là bảo quản quyền gì cho anh chị em ơi, hàng rẻ quá mà không sao, tất cả các chẳng loại luôn nha, bảo quản quyền gì cho bác, chúng tôi bán phá ra hết bảo quản quyền gì cho bác, người sản cứ xuất cho rẻ nào, mà chỉ có ba lăng kia là một sản phẩm một thứ mà thôi, chúng em xin nhớ lại, sao tất cả các loại tháo trồng như là tất cả nhà bảo quản quyền gì cho bác chị em ơi, không ăn chưa ăn đâu. Ở đây có các cái cửa hàng ăn vặt luôn bà con, có các cửa hàng ăn vặt luôn, nên chúng ta đi chợ Phùng Phang là không sợ đói đâu. Nhiều quần áo đẹp này, áo khoác đẹp đấy. Chào tất cả mọi người. Đấy, nhưng mặt hàng này rất là đẹp luôn, nên lỉ rất là đẹp luôn. Ở trong chợ Phùng Phang này thì rất là nhiều đồ luôn. Thứ nhất là về quần áo, thứ hai là về thắt lưng, dây da, các túi, mọi mặt hàng đều có và giá rất là phải chăng. Từ giày dép cho đến các mặt hàng rất là đẹp luôn. Đây, giày dép. Nhiều mẫu má lắm bà con của bác ạ.
rất là đẹp luôn. Đây các cái đồi tất đẹp mỹ mãn. Đấy, đất khẩu trang đẹp mỹ mãn luôn. Chào chị. Chị bán hàng đây à? Chị bán gì đấy? À thế à? À chọn mấy cái ủng hộ chị nào? Chọn chọn cho anh mấy đôi tất ngắn 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 mà dài dài ấy. Tất thể thao ngắn ngắn dài dài ấy. Vâng. Dạ vâng. À, cái loại tất như này mà loại dài dài ấy. Lấy cho em màu màu. À thế cái loại nào dài dài chị? Ngắn ngắn như này cũng được này. Chọn anh 5-10 đôi. Ủng hộ chị. Đây gặp chị gái là người quen. Mua ủng hộ chị mấy đôi tất. Cho anh màu trắng đi. Anh đi màu trắng. Này. Trắng hoặc ghi. Đấy, chị anh thích đi màu đây. Nhưng mà đừng có cao gót cao ấy nhé. Không màu trắng được thì tốt hơn, dày ấy. Nhưng mà cho màu khác đi, nhặt mấy đôi cho anh khoảng 5 đôi đi, cho em mua loại 1 đôi 5 đôi trắng đi, xong rồi mua thêm quần nữa ủng hộ chị. Mua thêm mấy quần này đấy. Ờ, quần loại nào cũng đẹp này. Đấy anh 3 cái đấy nữa. Với 5 đôi tất nữa ủng hộ chứ. Nhưng mà để em xem có là bọc bền không? Cái này nhá. Thì loại nào cũng được, thấp ấy là được. Có lẽ màu đen không anh? Không, màu trắng với màu ghi thôi, màu sáng. Đây quán này chị bán rất là rẻ luôn, mà chất lượng sản phẩm thì không phải nói, Minh Toàn mua mấy lần là Minh Toàn biết luôn. Nên mà quý bà con cô bác khi về với chợ Cùng Quang thì nhớ đến ủng hộ quán chị nhá. Lần nào Minh Toàn đi qua Minh Toàn ủng hộ quán chị luôn á. Đây. Đấy. Số điện thoại chị đây. Đây Minh Toàn cũng đang chuẩn bị mua mấy cái đồ để ủng hộ chị. Này, để ít chị chọn không biết. Đấy, không biết đâu, anh không biết. Đây hàng để mà vẫn luôn các anh ơi. Để chị chọn cho. Ờ, thế chọn. Màu đến tiền kìa. Màu đến. Cho anh giúp anh 5 đôi tất 5 cái quần lót đi, ủng hộ chị. Cầm ví này. Đấy, rất là nhiều đôi Minh Toàn cũng vừa mua xong. Riêng cá nhân Minh Toàn thì cứ ở đâu thơm ngon bổ rẻ là Minh Toàn mua thôi, cứ bà con cứ bán ạ. Chất lượng thì nói thật luôn là rất là tuyệt vời luôn. Chả khác gì ngoài shop luôn. Đấy, quán chị này chị bán hàng rất là nhiệt tình. Minh Toàn không phải là PR đâu, nhưng mà Minh Toàn cũng về đấy mấy lần với chợ Phùng Khoang rồi, nhưng mà thấy chị này chị bán rất là có tâm, rất là nhiệt tình. Thì khi nào mà bà con của bác mà ai mà có dịp về chợ Phùng Khoang thì Minh Toàn cũng chẳng biết tên chị là gì đâu, nhưng mà vào ủng hộ chị nhé. Được.
được, mua khoảng 5 cái đi.